Uh, xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 61 của chương trình tự học tiếng Pháp Vỡ Lòng và đây là một bài tập phát âm. Nội dung của bài này là 50 câu hỏi để chúng ta giao tiếp ở trong lớp học saint con de France pour communiquer en classe. Và chúng ta thấy trong 50 câu này thì có những câu thuộc về phần thầy giáo nói và có những câu thuộc về phần học viên nói thì chúng ta lựa chọn những câu nào để chúng ta có thể dùng. Nhưng mà dù là câu của thầy giáo hay là dù là câu của học viên chúng ta cũng nên tập cách phát âm. Và trong khi giúp cho các anh chị tập phát âm thì chúng ta sẽ làm là có những cái chỗ là tôi tô màu vàng tức là nó có một cái chút gì phát âm đặc biệt. Và những cái chỗ tôi tô màu đỏ là những chỗ chúng ta không được phát âm. saint phrase pour communiquer en France hết chúng ta coi ký tự quy này. Khi học về ký tự quy thì chúng ta nói là ký tự quy này ở trong tiếng Pháp nó luôn luôn được đi kèm theo với ký tự u luôn luôn có y đi theo quy, đó là quy y. Nhưng mà khi đi theo như vậy thì cái ký tự y nó không có giá trị phát âm. Như vậy khi viết là quy y nhưng mà đọc thì vẫn là quy thôi, nó như là tương tương đương như là âm ca của tiếng Việt. Như vậy, chúng ta sẽ phát âm là communique như là kê đó. Sang con phrase communique en class câu số 1 Bây giờ chúng ta nói trước nhất tất cả các động từ này đều dùng ở ngôi thứ hai số nhiều thì có thể là nói với một người cũng có thể là nói với nhiều người bởi vì chúng ta biết là khi nói chuyện với học sinh học sinh lớn từ cấp 2 đổ lên thì thầy giáo dùng ngôi thứ hai số nhiều như vậy chỗ này có thể là nói với một em học sinh cũng có thể nói với một tập thể học sinh nói với cả lớp và tôi tạm dịch là E là các em đi nhé. Écoute et répète les phrases. Các em hãy nghe và các em hãy lặp lại những câu sau đây. Écoute là động từ lắng nghe. Répète là động từ nhóm một đặc biệt. Và chúng ta coi lại cái bài nhóm một đặc biệt là ở các cái vị trí là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều thì chúng ta sẽ đổi accent theory, dấu sắc thành accent ra và ở đây nó là ngôi thứ hai số nhiều thì nó không có đổi Écoutez et répétez les phrases. Câu này chúng ta rất là hay nghe nói ở trong lớp. Thầy giáo đọc rồi thầy giáo nói là các em hãy nghe. Rồi sau đó các em lặp lại các cái câu sau đây. Écoutez et répétez les phrases. Câu số 2. Đây là động từ mà chúng ta chưa học nhưng mà cũng rất là dễ chấp nhận. Je voudrais là động từ vouloir là muốn. Nhưng ở đây là ở cái thể lịch sử. Nói cho nó nhẹ nhàng em muốn đặt một câu hỏi pose là đặt une question chúng ta coi quy u thì giống như bên trên mình đã nói quy u là luôn luôn phát âm như là ca. mặc dù nó có âm quy chúng ta cẩn thận nhất là đây là cái một cái chữ giống hệt như trong tiếng anh và trong tiếng anh nếu viết như thế này thì chúng ta đọc question quét question trong tiếng pháp thì không có quét mà là quét, question question je voudrais poser une question question je voudrais poser une question. Thưa thầy cô, em muốn đặt một câu hỏi. Câu số 3, chúng ta để ý, tôi tô màu đỏ thì ký tự này không phát âm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça là cái gì? Ça là cái mà người ta vừa mới nói. Người ta không, mình không muốn lặp lại. Đây là cách nói thân mật Cái đó, muốn nói gì? Vơ là ngôi thứ ba, số ít của động từ vô loa, giống như trên này là muốn. Muốn nói, ở đây có ý là cái này có nghĩa là gì? cái này là cái mà mình vừa mới thấy vừa mới nghe vừa mới phát biểu vừa mới nghe nói cái đó có nghĩa là gì hoặc là chúng ta chỉ một cái chữ một cái gì cái này có nghĩa là gì chúng ta chỉ vào trong một cái trang giấy một cái trang sách một cái tờ báo chúng ta hỏi cái này nghĩa là gì cái này có ý nghĩa là gì guess như vậy khi chúng ta dùng xà thì phải có một cái gì một cái tiền đề đi trước à, nếu mà tự nhiên chúng ta dùng xà thì người ta không hiểu mình hỏi cái gì Qu'est-ce que ça veut dire? Chúng ta thấy không có âm ơ nhé. quest quest qu qu'est-ce? Qu -que. Vì cái âm sờ này đi với nhập vào cái âm tiết đi trước. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cái gì đây? Qu'est-ce que c'est cái gì đây? Và câu số 5, chúng ta cũng thấy dùng đại từ xà làm nó một cách thân mật, một cách bình dân. Ça se prononce comment? Đây là hỏi một cách thân mật thì người ta để cái từ nghi vấn ra đằng sau ça se prononce comment cái này cái chữ này hoặc là cái câu này được phát âm như thế nào vậy tôi tô đậm cái chữ đại từ sơ này đi có nghĩa là được cái này được phát âm như thế nào ça se prononce comment câu số 6 và câu số 7 nó hơi hơi giống nhau je je là tôi là em je ne comprends pas động từ comprendre là hiểu và ký từ em mà phát âm là n je ne comprends pas em không hiểu tức là không hiểu tí nào hết người ta vừa mới giải thích mà mình không hiểu thì mình nói là je ne comprends pas hoặc là thầy giáo hỏi em có hiểu không no je ne comprends pas em không có hiểu nhưng mà mình hiểu mà hiểu chưa rõ thì chúng ta dùng trạng từ biên vào biên là tốt là well biên là tốt em hiểu nhưng mà không có hiểu rõ em không hiểu rõ Je n'ai pas bien compris. Compris là quá khứ của con Em đã không hiểu rõ. Je n'ai pas bien compris. Vậy chúng ta tùy tình hình nhé. Nếu chúng ta không hiểu một cái công thức toán, không hiểu một cái chuyện gì hết, mình hoàn toàn không hiểu, thì dùng số 6. Je ne comprends pas. Nếu chúng ta hiểu mà hiểu chưa rõ, thì chúng ta dùng câu số 7. Je n'ai pas bien compris. Câu số 8 là nói với thầy cô giáo này. Xin thầy cô có thể giải thích encore une fois một lần nữa. Xin vui lòng. Xin thầy cô có thể giải thích lại một lần nữa được không? Pouvez là ngôi thứ hai số nhiều của động từ pouvoir là có thể. Vous pouvez. Expliquer là nhóm một là giải thích. Vous pouvez expliquer encore une fois, s'il vous plaît. Vous pouvez expliquer encore une fois, s'il vous plaît. Câu số 9 này cũng giống như là ở 678 không là hiểu em không hiểu phải làm cái gì tức là em không biết bây giờ phải làm cái gì cái mà phải làm je ne comprends pas ce qu'il faut faire ví dụ thầy cô giáo cho một cái đề bài mà mình không hiểu phải làm như thế nào mình không hiểu cái đề bài muốn nói gì thì mình nói là je ne comprends pas ce qu'il faut faire info là động từ vô nhân xưng là phải faire là làm em không hiểu là cái chuyện mà phải làm Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Câu số 10. Est-ce est là có hay không? Il y a là có. để devoir. devoir là bài làm mang từ lớp về nhà làm. Est-ce qu'il devoir? Có bài làm không ạ? À? Est-ce qu'il devoir? Câu số 11 là câu của học sinh. Em rất tiếc. Em để quên bài làm ở nhà rồi. Có làm. Nhưng mà em để quên ở nhà động từ quên là oublier, động từ nhóm 1. em đã quên, j'ai oublié, quên cái gì, quên các cái bài làm của em, mes devoirs, bài làm của em à la maison, à la maison ở nhà. và chúng ta dùng je suis désolé là em rất lấy làm tiếc, em xin lỗi đó. je suis désolé, j'ai oublié mes devoirs à la maison. tôi xin đọc lại một lần nữa câu này hơi dài. je suis désolé j'ai oublié mes devoirs à la maison. Câu số 12 là em có thể mang bài của em ngày mai mang tới được không? Hôm nay em quên ở nhà. Est-ce est possible? Possible là có thể. C'est possible là có thể. Nhưng mà ở đây là hỏi có thể hay không? Est-ce que est possible d'apporter? Apporter là mang tới, mang từ nhà tới, tới lớp, tới trường. Est-ce que c'est possible d'apporter Bộ de demain, mô de voa bài làm của em ngày mai. Tôi xin đọc lại câu số 12. Est-ce que c'est possible d'apporter mon devoir demain? Câu hỏi thì chúng ta liên dọc ở cuối câu. Câu này thì nó dễ hơn này. Est-ce là có thể, có có được hay không này? Je peux là có thể, aller là đi, aller au toilet. Toilet là một danh từ luôn luôn ở số nhiều là nhà vệ sinh. Em có thể đi nhà vệ sinh được không? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Chúng ta thấy là chữ sơn này cũng không có phát âm nhé. Và tôi phải đánh màu đỏ đi. Bởi vì chỗ này là không có phát âm. Thì chúng ta bỏ cái màu vàng đi. Chúng ta thay vào bằng màu đỏ. Để cho biết là bị bị loại bỏ. Est-ce que... Tôi đọc lại câu 12 và câu 13. Các anh chị coi nhé, không còn cái âm ơ này nữa. S, K, S, S, que, S. Nhưng cái âm sờ nó nhảy ra cái âm tiết đường trước. S, -ce que c'est possible d'apporter de mon devoir demain? S, que je peux aller aux toilettes? Câu số 14. Xin lỗi thầy cô, em cảm thấy không khỏe cái động từ này chúng ta chưa học này động từ phản thân này và tôi xin dịch là xin lỗi thầy cô em cảm thấy không khỏe s cơ ở chỗ này lại cũng không có phát âm nữa tôi đổi thành màu đỏ nhé s cơ em có thể đi tới tới la phiệp mary là phòng y tế trong đó có cô y tá các cái người mà lo về sức khỏe và ký tự ơ này cũng không phát âm này excusez moi Je ne me sens pas bien. Em cảm thấy không khỏe trong người. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? À l'infirmerie. Ký tự em mà nó nhập vào âm tiết trước này. Và đây là bỏ đi. Như vậy, infirmerie 4. 4 âm tiết chỉ còn có 3 thôi. Thay vì l'infirmerie 1, 2, 3, 4. Chúng ta phát âm thành 3. L'infirmerie. La Infirmerie. Tôi xin đọc lại câu này. Ở trong này có hai ký tự ơ không phát âm. Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à la À, chúng ta cũng nhắc lại một cái điều nhé. Tất cả các cái âm nào mà phát âm ra thành âm ơ đó, thì chúng ta tròn miệng lại và nó có khuynh hướng thiên về âm ô. À, chúng ta nghe excusez-moi, chưa có âm ơ này je có này, nơ no có này, mơ có này. Ba cái âm này chúng ta phải tròn miệng lại. Excusez-moi, je ne no me sens pas bien. Excusez-moi, tròn miệng lại, tròn miệng lại, tròn miệng lại. Je ne no me sens pas bien. Est-ce cũng tròn miệng lại. Je peux, ba âm này cũng phải tròn miệng này. Ba âm này, je ne no me, est-ce je peux. Ale à l'infirmerie. Vậy trong chỗ cái câu này có tất cả là 6 vị trí Chúng ta phải tròn cái miệng lại Excusez-moi Je ne me sens pas bien Est-ce que je peux aller à l'infirmerie Câu số 15 Cái câu này chúng ta cũng hay hay phải nói lắm Em không biết Em không biết Ở đây ký tự G này chúng ta cũng phải phát âm uh, nó có cái hơi gió thì chúng ta phải cắn hai hàm răng lại và khi cắn hai hàm răng lại thì cái môi mình nó hơi há ra đó je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas khi đọc nhanh thì cái âm ơ này cũng biến luôn. Bởi vì nó không phải là một từ thống nhất nhưng mà nó đọc trong một cái câu dài này thì cái âm này nó cũng biến này thay vì đọc là je ne sais pas khi đọc nhanh nó sẽ là je, ne sais, pas. je, ne sais, pas. je ne sais pas je ne sais pas. Cái âm n ở gần như là nhập vào cái âm tiết đi trước je ne sais pas em không biết j'ai oublié Đồng từ nhóm 1 chúng ta đã gặp ở bên trên j'ai oublié mes devoirs em đã quên bài làm của em ở nhà ở đây người ta hỏi cái gì đó hỏi mình một cái thông tin gì ở trong hay là một cái kiến thức gì đó mình biết mà mình quên rồi thì trả lời cho thầy cô là j'ai oublié thì giáo hỏi tại sao chỗ này phải làm như thế này cô giáo hỏi tại sao cái gì là cái gì mà chúng ta biết mà quên j'ai oublié câu số 17 và câu số 18 tương đương câu số 19 nữa thì nó khá giống nhau nhưng mà chúng ta thấy nó ở thì tương lai và thì quá khứ. Câu số 17 là tương lai này. Je serai absent demain. Absent là nói về phái nam á. Nếu phái nữ thì chúng ta thêm un yé. Absent. Absent là vắng mặt. Em sẽ vắng mặt vào ngày mai. Je serai absent demain. Nếu là phái nữ thì chúng ta nói là Je serai absente absent demain và Đây là tuần tới này, la semaine prochaine, tuần tới em sẽ vắng mặt. Je serai absent la semaine prochaine. Câu số 17 và câu số 18 là nói về tương lai, ngày mai và tuần sau, trong khi câu số 19 nói về quá khứ và trường hợp này chúng ta chưa học cái thì này, thì này là thì imperfect chúng ta chưa học. Em đã vắng mặt tuần trước. J'étais absent la semaine dernière, la semaine prochaine là tuần sắp tới, la semaine dernière là tuần trước, tuần trước thì phải dùng động từ ở quá khứ, chúng ta chưa học cái thì này, gọi là thì imparfait. bởi bây giờ chúng ta có thể học thì câu số 17, câu số 18, câu số 19 là up song là vắng mặt. 20 thì dễ rồi, merci. Và nếu chúng ta muốn lịch sự hơn là merci monsieur nói với thầy giáo là merci monsieur, nói với cô giáo merci madame. Còn nếu nói với bạn bè thì merci, chống không cũng được, merci. Còn nếu nói với thầy giáo, merci monsieur. Nói với cô giáo, merci madame. Câu số 21, 22, 23, 24 là những cái khẩu lệnh mà thầy giáo nói với học viên. Và chúng ta nhắc lại ngay từ đầu bài nhé, có thể là nói với một người là em, hay là có thể nói với nhiều người là các em thì cũng vẫn là cái chữ này. Epile, em hãy đánh vần. Epile, epile, đánh vần. Ecrive, ecrive là hãy viết. Ecoute, ecoute là hãy lắng nghe. Repete, repete giống như ở đầu bài hãy lặp lại. Và chúng ta thấy đây là các cái khẩu lệnh của thầy cô giáo nói với học viên. Có thể nói với một người thì cũng là cái động từ này. Nếu nói với một cái tập thể học sinh, nói với cả lớp thì vẫn là động từ này. Écrivez, écoutez, répétez, các em hãy lặp lại. Câu số 18 cũng là một cái khẩu lệnh nhưng mà khẩu lệnh đừng negative. Các em đừng có nhìn vào sách, hoặc là em đừng có nhìn vào sách. Chẳng hạn là chúng ta hỏi một câu gì để kiểm tra kiến thức nhưng mà không cho nhìn sách. Ne regardez pas le livre. Ne le ne regardez pas le livre trong này có một này, hai này, ba này là chúng ta phải chọn bôi Ne regardez pas le livre. Ne regardez pas le livre. Câu số 26 em hãy mở sách ra hoặc là các em hãy mở sách ra. Ouvrez votre livre. Đây là một người đây. Một người thì mới có một quyển sách. Ouvrez votre livre. Nói với một em học sinh, em hãy mở sách ra. Ouvrez vote le livre. Câu số 27 thì ngược lại, ferme le livre, fermé le livre. Chúng ta đổi thành cái tính từ sở hữu cũng được, ferme vote le livre cũng được. Chúng ta thấy chữ lên này bằng vô rồi cũng không có sao hết. Em hãy đóng sách của em lại. Câu số 28, em hãy chờ, attendez. Chẳng hạn như một em nói là thầy ơi, thầy cô ơi, em có một câu hỏi, attendez. Chờ chờ một chút, thầy đang phải sửa cái chỗ này, thầy đang phải bật cái tí này. Attendez, Attendez là hãy chờ. Số 29 encore une fois, une fois là một lần, encore là thêm một lần nữa. Encore une fois, thầy giáo nói một cái em học viên đọc cái gì đó, em đọc xong thì thầy giáo nói là encore une fois, đọc thêm một lần nữa. Câu số 30 là một câu hỏi, phía sau nó có cuối câu nó có dấu hỏi, chúng ta phải lên giọng. Pour utiliser le dictionnaire, đến dọc ở cuối câu, động từ Utilize chúng ta thấy ký tự S, phát âm là Z, do bởi nó đứng giữa hai nguyên âm. Utilize nó tương đương với chữ Z, le dictionnaire, cuốn tự điển. Poto là câu hỏi, chúng ta để động từ ra hàng trước, chủ ngữ ra hàng sau, và chủ ngữ ở đây là một đại từ, và đại từ ô này có ý nghĩa là chúng em á, không phải là người ta, chúng em có thể sử dụng Tự điển được không? Ở đây tôi dịch là chúng em này. Peut-on utiliser le dictionnaire? Ở đây chúng ta thấy có cái nối nhé. Peut-on. peut utiliser. Chúng ta phải nối. Tại vì đó là cái câu hỏi thì chúng ta phải nối âm. Cái nối là cái nối bắt buộc. Peut-on utiliser le dictionnaire? câu số 31 se buộc con con là khi nào và chúng ta thấy dùng dưới từ buộc này nói về một cái thời điểm ở trong tương lai cái này cần cho khi nào se buộc con các em hãy làm bài này nhé sẽ buộc con khi nào phải nộp cả thầy sẽ buộc con tức là nằm ở trong tương lai câu số 32 vẫn là động từ puva nhé đây là mối thứ ba số ít đây là mối thứ hai số nhiều thầy có thể giúp em được không hoặc là cô có thể động từ pouvoir là có thể vous pouvez mettre et là giúp và cái đối tượng của việc giúp thì nó đứng trước động từ nếu nó là đại từ bà thầy cô có thể giúp em được không cái chữ em nó phải đứng trước động từ vous pouvez vous pouvez mettre vous pouvez mettre câu số 34 câu số 33 34 là những cái câu khẩu lệnh dùng ngôi thứ hai số nhiều venez ici động từ venir là đến em hãy đến đây hoặc là các em hãy đến đây Venez, venez ici Venez au Và bây giờ không phải là đến đây Mà đi đến bảng Tức là em hãy lên bảng Venez au tableau A với là O O, A, U cũng là O Tableau là cái bảng ở trong lớp học đó. Venez au Em hãy lên bảng Câu 35 đây là một câu hỏi Qui est absent Em nào vắng mặt Qui est absent ở đây chúng ta cũng có cái nối này ki e tập so em nào vắng mặt thì lớp trưởng phải báo cáo là hôm nay có em nào đó hay là những em nào đó vắng mặt câu số 36 chúng ta thấy có esc thì phải lên giọng để câu hỏi Eskilia a volontaire volontaire là một người tình nguyện một người tự nguyện có em nào tình tình nguyện đi trên bảng viết cái câu này không các em nào tình nguyện lên trên bảng sửa cái lỗi này không? Est-ce qu'il y a un volontaire? Est-ce qu'il y a un volontaire? Lên giọng ở cuối câu. Các em có 10 phút để buộc là để mà faire sau buộc thì là động từ ở infinitive để mà làm cái bài kiểm tra này. Vous avez, động từ avoir, vous avez 10 minutes, các em có 10 phút pour faire le test. Thì cô giáo cho một cái bài kiểm tra để làm một những cái câu gì đó rồi nói là các em có 10 phút đồng hồ để làm cái bài kiểm tra này vous avez 10 minutes pour faire ce test pour faire le test câu số 38 c'est fini c'est fini có nhiều nghĩa lắm xong rồi tức là hết 10 phút rồi xong rồi tức là hết rồi c'est fini xong rồi không còn gì nữa như vậy đây là nói là cái bài kiểm tra này 10 phút bây giờ chấm dứt c'est fini tôi đọc lại 37 và 38 Vous avez 10 minutes pour faire le test. Xong 10 phút sau thì nói, c'est fini. Xong rồi. Câu số 39, travailler là động từ làm việc. Và đây là ngôi thứ hai số nhiều, người ta không để chủ ngữ, thì là một câu mệnh lệnh. Các em hãy làm việc par group theo nhóm, nhóm hai người, deux personnes. Travailler par group de deux personnes. Các em hãy làm việc từng hai người một. Câu số 40 động từ phe cũng là câu thứ hai số nhiều. Các em hãy tạo ra những cái nhóm ba người. Fête des groupe de trois personnes. Câu số mốt, động từ demander là động từ nhóm một và có giới từ à đi sau. Các em hãy hỏi người bên cạnh, tức là người hàng xóm của mình. Ở trong gia đình thì là hàng xóm, ở trong lúc thì là người bên cạnh, bên phải hay bên trái đó. Demandez à votre voisin, ký từ S nó nằm giữa hai nguyên âm, thì phát âm là Z. Demande à votre voisin. Từ câu số 42 trở đi, đó là những câu xã giao, chào, rồi hẹn, rồi tạm biệt. Bonjour, chào, khi chúng ta có ban ngày. Ban ngày từ sáng cho đến chiều thì chúng ta chào bonjour. Và nếu lịch sự hơn nữa, chào thầy giáo thì bonjour monsieur, chẳng hạn chào cô giáo. Bonjour, madame. Bonjour. Và chúng ta có câu 43 thì cũng là là nói để khi uh, giao tiếp á. Chào là khi chúng ta gặp. Câu số 43, 44, 45 chúng ta thấy có dưới từ à đây này. Và trong ô này cũng là à. Au revoir, là à le revoir và để ký tự không có phát âm nhé revoir là gặp lại là tái ngộ đó au revoir là hẹn tái ngộ à demain là hẹn ngày mai à la semaine prochaine là hẹn tuần tới khi chúng ta để ý, cái dưới từ này là chúng ta hẹn au revoir không phát âm ký tự ơ nhé au revoir tạm biệt à demain hẹn ngày mai à la semaine prochaine hẹn tuần sau số 46 bon vacances, vacances là một danh từ luôn luôn ở số nhiều, do đó tính từ cũng ở số nhiều. Và đây là một danh từ giống cái, thì chúng ta dùng bon là... Bon là danh từ giống đực. Bon là danh từ giống cái, có nghĩa là tốt. Bonjour, một ngày tốt. Bon vacances là một kỳ đi nghỉ tốt. Bon journée là chúc cả một ngày tốt lành. Vì journée là một ngày dài, một ngày suốt, cả một ngày. Thì chúng ta dùng journée và đây là một danh từ giống cái, bon là... Trong khi là ban ngày để thay với ban đêm Chúng ta gặp nhau khi trời còn sáng Thì chào bonjour, nghe Thì chúc khi nào chúng ta chia tay Và còn trước mặt khá nhiều thời gian Chẳng hạn là 8, 9, 10 giờ Còn 3, 4 giờ chiều thì chúng ta không có dùng cái này được Bởi vì cái ngày nó đã sắp hết rồi Bon soirée cũng như vậy Chúc một buổi tối tốt đẹp Soirée là một danh từ giống cái Chúng ta dùng tính từ bon Bon này, bon, bon này. Và soirée cũng giống như là nê chúng ta chào để chúc một buổi tối tốt đẹp là khi chúng ta chúc thì cái buổi tối nó còn rất là nhiều nếu mà chín rưỡi 10 giờ thì không có chúc là bon sorry bởi vì sắp đi ngủ rồi bon sorry là còn khá nhiều thời gian vào buổi tối cũng giống như là bon journée còn khá nhiều thời gian vào ban ngày số 19 bon anniversaire anniversaire là một danh từ giống được chúng ta dùng bon giờ ở đây người ta phát âm là bon cho nó dễ phát âm bon anniversaire và có cái và có cái cách đọc nối Bon anniversaire. Chúng ta đọc nối chỗ này nhé. Bon anniversaire. Số 50. Joyeux Noël. Đây là một cái lời chúc vào cái đêm Noel và chúc cái dịp Noel đó. Sắp tới Noel là cuối tháng 12 đó. Joyeux Noël. Joyeux là vui vẻ. Chúc Noel vui vẻ. Và bon anniversaire. Cái này là chúc năm mới, tức là cũng vào dịp cuối năm. Chúng ta chúc một cái năm mới sắp tới tốt đẹp. Bon année. như vậy tôi với vừa qua tất cả là khoảng năm câu để giao tiếp nhưng mà thực sự là không phải câu nào cũng dùng trong lớp có một số câu không có dùng trong lớp và một số câu thể thuộc về thầy giáo một số câu khác thì thuộc về học viên thế tuy nhiên chúng ta cũng uh, tiện chỗ cơ hội này để chúng ta tập đọc và chúng ta hiểu nghĩa dù mình không nói mà người ta nói mình cũng phải hiểu nghĩa người ta muốn nói gì À, sau đây tôi xin đọc lại 50 câu này theo cái tốc độ của tôi và tôi có thể cần nếu cần thì tôi giải thích rồi sau đó các anh chị sẽ nghe cái phần audio của cái của cái, cái, um, của cái bài này câu số 1 Écoutez et répétez les phrases chúng ta coi ở bên cạnh là các cái câu dịch ra je voudrais poser une question qu'est-ce que ça veut dire lên giọng ở cuối câu nhé qu'est-ce que c'est cái gì đây? Ça se prononce comment Je ne comprends pas. Je n'ai pas bien compris. Vous pouvez expliquer encore une fois, s'il vous plaît. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des devoirs Comme Je suis désolé. J'ai oublié mes devoirs à la maison. Est-ce que c'est possible d'apporter mon devoir demain? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Je ne sais pas. J'ai oublié. Je serai absent demain. Je serai absent la semaine prochaine. J'étais absent la semaine dernière. riêng câu 19 thì chúng ta chưa học cái thì này chúng ta tạm nhớ là tuần trước tôi em đã vắng mặt merci chúng ta thêm vào merci monsieur hoặc là merci madame Epele, écrivez, écoutez, répétez, ne regardez pas le livre, offrez votre livre. Đây là cụm từ nhóm ba này, offrir này. fermez le livre attendez encore une fois peut-on utiliser le dictionnaire c'est pour quand vous pouvez m'aider venez ici venez au tableau qui est absent Est-ce qu'il y a un volontaire? Vous avez 10 minutes pour faire le test. C'est fini. Travaillez par groupe de deux personnes. Các em hãy làm việc theo từng nhóm, mỗi nhóm hai người. Faites des groupes de trois personnes. Donc, faire la là làm. Các em, các em hãy tạo ra những cái nhóm ba người. Demandez à votre voisin. Donc, de demandez, đòi hỏi dưới từ A. Aïe, demandez à... Bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir, à demain, à la semaine prochaine, bonnes vacances, bonnes journées, bonnes soirées, bon anniversaire, joyeux Noël, bonne année. Bonne année. Écoutez et répétez les phrases. 2. Je voudrais poser une question. 3. Qu'est-ce que ça veut dire 4. Qu'est-ce que c'est 5. Ça se prononce comment 6. Je ne comprends pas. 7. Je n'ai pas bien compris. 8. Vous pouvez expliquer podcast français facile. Tôi xin lỗi là cái phần audio của tài liệu này người ta chỉ cho nghe có 10 câu thôi và tôi xin chào tất cả mọi người.